Dạ, kênh Tùng Nguyễn miền Tây mến chào cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ. À. Và Tùng Nguyễn xin chúc cô chú có ngày mới thân tâm thật là an lạc và năng lượng đầy tích cực ạ. À. Và con chào cô Út Ngọc Quỳ Minh. Và con nghe nói là hiện tượng cô bé Tường Lam bây giờ xôn xao trên mạng á, mà con thấy là cái gia đình có nhiều cái nhiều người nói là có nhiều điều tích cực và nhiều điều không tích cực, và con thấy là cũng như có nhiều người nói những lời nói nặng nề thì con thấy vậy không có đúng. Là theo như cô Út Quệ Minh là cho con một lời khuyên như thế nào ạ? Dạ, con mời cô. Nha Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nha Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và Nam Mô Huyền Cung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diệu Trì Phật Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Từ Tôn Đại Từ Tôn Cảm Ứng Chứng Minh, và Nam Mô Đệ Tử Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Con Cung Kính Thầy và các đấng thiêng liêng. Lời nói đầu tiên cho Ngọc Huệ Minh xin chào tất cả cô bác cộng đồng mạng xa gần và trên toàn thể đất nước. Một ngày mới được vui vẻ và được sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng, và đường đạo đức thì sớm mau là thành tựu trên con đường đạo quả. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói lời hỏi của đệ thì hỏi bấy lâu nay, cũng một ngày gần đây thì cũng nghe trên cộng đồng mạng thì cô bác xa gần cũng xôn xao về vấn đề của bé và bé Tường Lam. Dạ. Thì Ngọc Huệ Minh cũng có xem nhiều cái kênh của YouTube, thì cô bác các nơi cũng trong đất nước và ngoài nước cũng có bình luận về cô bé rất nhiều. Thì Dạ. đệ ơi, mình thấy trước mắt thì thực tế thì cô bé rất là còn nhỏ tuổi, giống như cái mầm non của Phật pháp vậy đó. Dạ. Cái thứ nhất thì giống như em bé được cái hạnh lành, được cái tâm từ bi, bác ái và cũng thương người mến vật, Dạ. và cũng có một cái lời khuyên nhủ cô bác cộng đồng mạng và anh chị em gần xa tu ăn chay niệm Phật và bố thí giúp đời, đó là một điều quý nhất. Rồi rồi cái tiếp nữa thì bé cũng đi chùa lễ Phật, và tại vì bé không có học mà bé hiểu biết, rồi bé cũng nhớ lại cái kiếp xưa của bé là một vị nhà ni sư cô ở trong chùa, rồi học kinh Phật, rồi học những bài chú. Bây giờ trở lại kiếp này giống như bé còn nhớ lại cái ký ức xưa, là một cái điều quý báu. Thì trong cái thời kỳ mạt pháp này đệ nên biết rằng là qua cái trận dịch bệnh rồi đó, cái vấn đề là xã hội đó nó bị khủng hoảng kinh tế, rồi dân chúng cô bác rồi những người công nhân đồ đi làm thuê đi làm công đó, là rất là thất nghiệp Dạ. và tiền bạc rất là eo hẹp. Cho nên những người giàu thì người ta còn có điều kiện người ta ăn sống được, Dạ. còn những người nghèo mà mần mướn mà để kiếm miếng cơm manh áo thì rất là khó. Mà bây giờ thì các công ty là cũng là tuyển lựa tuyển dân nữa, loại trừ ra rất là nhiều. Rồi Dạ. dân về địa phương cũng không có cơ sở gì làm, không có làm được cái gì. Bây giờ để thấy là làm hiện đại không à. Hàng ngày xưa đó mình phải đi dặm lúa, ngày nay dặm bằng máy. Hồi xưa đó là đi xịt lúa bằng xịt bình, rồi bây giờ cũng bằng máy. Dạ. Rồi giờ dân chúng về quê địa phương lấy gì ăn, lấy gì làm, lấy gì sống, Không có việc nó làm thất ha nghiệp. Đúng cô. rồi, Dạ. nó thất nghiệp rất là nhiều. Cho nên biết đâu trời Phật cũng thương dân chúng quá khổ mà trong thời kỳ này, rồi bước sang năm mới cũng chưa biết như thế nào nữa. Tại vì cái cơ của Phật pháp thì trời Phật nói là thành tựu gì đó, thì những cái Dạ. năm tới tiếp theo nó cũng còn khốn khổ nhiều. Cho Dạ. nên là chắc có lẽ cái bé Tường Lam này xuống trong cái thời kỳ này để là cứu khổ ban vui, nhưng Dạ. là giống như thay cho Bồ Tát vậy đó. Dạ. Để lần mà mặc dù em bé mới có mấy tuổi thôi, nhưng mà những cái tiếng nói của em bé nó rất là có oai lực, và rất là có một cái sự phước báo, và gợi lên cái thì cô bác xa gần rồi cũng là đóng góp vô, cũng tiếp tay, rồi cũng là làm phước bố thí, nhất là gạo.
cái màn này thì chỉ có chén cơm manh áo, mà gạo là cái điều mà quan trọng nhất, tại vì cái đó là cái bao tử mà. Dạ. Yeah. Hàng ngày mình có tiền không có không quan trọng, mà có miếng cơm là được rồi. Dạ. Yeah. Như là cầu có sức khỏe và được bình an là quý rồi. À, mà bây giờ tới đây chắc dân chúng khổ lắm. Dạ. Tại vì trong cái thời kỳ này khó mần ăn rồi, tiền bạc cũng không dễ có nữa. Người dây ngân hàng cũng không được, mà dân chúng không có tiền lấy gì trả ngân hàng, mà ngân hàng cho dây ra nữa. Cho nên dân chúng mần ăn rất là khó. Dạ. Mỗi năm đó tháng này đó hả, cô bác người ta hì hì, ta đi chợ đi búa để xôn xao, người ta là định ăn Tết mua món này sắm món kia rồi trưng bày đồ dữ lắm, mà năm nay thấy lạnh tanh không có tiền bạc gì chân để ơi. Thấy người ta không đi chợ gì hết cô. Không có thấy đi chợ đi búa hết trơn á. Dạ. Cái người bán nhiều hơn người mua. Không dạ. Không có người mua nữa. Dạ. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ là em bé Tường Lam này xuống trong cái thời kỳ này để cứu khổ ban vui cho nhà nhà, được những người người ta khổ người ta được có miếng cơm, những người là người ta không có lao động được, người ta thất nghiệp người ta cũng có được sống qua ngày. Yeah. Mặc dù cái hộp gạo mà mỗi một phần thì chục ký gạo thì biết rằng nó cũng không có đủ đâu vào đâu, nhưng mà nó qua được cái cơn là khổ. Dạ. Cái cơn mà mình là đói nè, vậy nó cũng quý đó mày. Đúng cô. Rồi quý. Dạ. Rồi cho nên là các nơi á nhiều lắm, người ta cũng hưởng được cái hồng ân mà cái phước báo của bé Tường Lam á, là giúp đỡ cho người nghèo lên bằng cái tiếng nói, thì chung tay góp sức mà. Dạ. Thì đó là một cái điều của xã hội này là yêu thương nhau, đoàn kết nhau và đùm giúp nhau để cho vượt qua những cái cảnh khó khăn, những cái thời gian mà không có làm ăn được, không có tạo được ra cái đồng tiền để mà có chén cơm, thì được cái nhịp cầu nối của bé Tường Lam, đây là một cái điều quý báu. Yeah. Thì tất cả cô bác xa gần trên cộng đồng mạng và các nơi, những địa phương mà người ta nghèo, cô bác người dân tộc cũng có, mà tiểu số cũng có, hưởng được những cái phần là quà này rất là nhiều lắm. Tại vì quay lên mạng mà những cái đoàn mà Mạnh Thường Quân đi là giúp đỡ cho người nghèo là đều có cái hình của bé Tường Lam hết trơn á. Thành ra là bé Tường Lam giống như là nhịp cầu nối vậy đó. Yeah. Giống như nhìn bé thì cũng có được vững được một phần nào của mỗi cái trái tim lòng vàng của Mạnh Thường Quân, của cô bác. Yeah. Thì thôi giờ Ngọc Huệ Minh cũng xin là chia sẻ là vấn đề cô bác mình có ai mà phản bác hay hoặc là chê bé hoặc là chỉ trích bé làm cho bé tổn thương. Thôi giờ mình đem lại cái tình thương bằng cái tiếng nói thôi nung đúc hoặc cổ vũ tinh thần cho bé và thương bé nhiều hơn nữa. Yeah. Để cho bé có một cái nghị lực, có một cái tinh thần để bé làm việc đạo đức và cho rộng rãi thêm, cho nhiều thêm nữa, là vì bé xuống trong thời kỳ này biết rằng cái xác nhỏ nhưng mà cái hồn thiêng bé không phải nhỏ. Tại vì một bậc giác ngộ người ta là có một cái lý trí rất là lớn lao, người ta có một cái trọng trách đối với trăm họ rất là nặng nề, thành ra mới có bao lớn tuổi mà có một cái trọng trách đối với trăm họ là mình thấy rất là lớn rồi, là vì cái phước báo bé nhiều đời nhiều kiếp bé đã có tu rồi. Dạ, và bé cũng có một cái phước đức. Dạ, cô Út Huệ Minh cho con hỏi là cũng như là cái người mà có phước báo thì nói người ta mới nghe nhiều đến như vậy, phải không cô Út Huệ Minh? Đúng rồi. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái người có đủ cái phước báo á là do nơi người ta tạo nhiều kiếp, người ta tu nhiều đời đó, từ thân khẩu ý, cho nên người ta nói lời nói nào ra người ta cũng sợ tội, người ta không có dám là nói những cái lời nói mà mất phước. Thì với hai nữa là người ta cũng có giàu làm những cái việc là từ thiện hay hoặc là đi chùa lễ Phật hay là tu hiền, tu nhân tích đức là nhiều đời nhiều kiếp người ta tích lũy lại, cho nên giờ cái kiếp này người ta đầy đủ phúc báo, nhìn cái tướng người ta cũng hảo, cái thân người ta cũng là đẹp. Yeah. Rồi cái gương mặt người ta cũng túm tú, người ta cũng sáng suốt, người ta cũng thông minh. Yeah. Người ta cũng hiểu biết thêm là kinh sách nữa, những cái bài kinh mà bài chú của Đức Phật để lại đó, mà từ cái tiếng Pali, cái tiếng Phạn người ta vẫn đọc được như vậy thì là quý rồi. Tại vì em bé thì cũng nhiều, thế gian này thì nhiều em bé,
À, đến trường học đạo cũng có mà tu các chú tiểu đồ nhỏ 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 trong chùa cũng rất là nhiều, có thể lớn hơn bé 5-3 tuổi nữa, nhưng mà tại sao không được như bé? Là vì bé đã có học nhiều đời rồi, bé có tu nhiều đời rồi, giống như là bé nói cái tiếng đắc đạo thì mình không dám, nhưng mà điều bé cũng đã hiện ngộ đạo rồi, bé hiểu được rồi, thì giờ bé trở lại kiếp này bé rất là tự nhiên á, không có một cái nhìn cái bé mà sợ hãi ha, rụt rè hay là lo âu gì hết, ai hỏi tới đâu bé trả lời tới đó, trả suông 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 vậy á, đó là một cái điều tốt rồi. Còn những đứa em bé là được ở trong chùa học đó, là giống như em bé chỉ học hiện tại thôi, cái kiếp này thôi, rồi cái tiếng nói của em bé không có mạnh dạn, rồi cũng không có được cái sự mà mười phương Phật là ủng hộ. Tại vì cái tiếng nói của bé Tường Lam là giống như thay cho cái tiếng nói, cái lời nói của Bồ Tát và Phật vậy đó. Để quá trong trẻo mà quá sáng suốt, rồi rồi bé rất là xinh xắn, thành ra ai nhìn vào bé cũng quý hết trơn á, từ cái quý này mà người ta cũng chung tay góp sức, rồi người ta cũng là đóng góp vô. Mạnh Thường Quân và cô bác người ta, những nhà mà người ta có dư ăn của để đó, người ta cũng dính nhúc ra để người ta đóng góp vô chung với bé, để cho bé có một cái sự mạnh mẽ thêm, bé là hăng say lên thêm để làm những cái việc thiện nguyện mà giúp ích cho đời cho xã hội. Cái năm nay là sắp sửa cuối năm rồi, cũng còn có 2 tuần nữa thôi đệ ơi, là sang niên mới rồi, mà Đức Phật cho biết là năm mèo rồi bước qua năm tỵ, năm 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 thìn đó là khổ, mà mình cũng chưa biết cái cơ trời khổ là khổ như thế nào, bệnh đau hay hoặc là đói khát hay hoặc là hạn hán hay là mưa bão bùng gì mình cũng chưa biết được. Nhưng mà được đứa bé là cô bé Tường Lam này xuống trong cái thời kỳ này đấu với trăm họ, cũng là một cái sự là giống như là hạn hán mà được đám mưa gào, Cũng như được an ủi phần nào được hay an đúng ủi phần nào, đúng rồi đó, không? để cho trong cái cuộc sống của cô bác gần xa cũng được no, được qua ngày, rồi bớt đi cái phần là đói. Qua năm thấy năm nay ai cũng kêu là lo thủ gạo, mà sao bé cũng kêu là gạo không à, nó cũng trùng với cái cơ mà cô bác Mạnh Thường Quân hay hoặc là đồng đạo là lâu năm ta cũng lên tiếng, người ta kêu năm nay lo thủ gạo ngang, qua năm tới khổ đó, mà mình cũng chưa biết là khổ về cái mặt nào quá đệ. Nhưng mà thực tế thì con thấy là công nhân đi về nghỉ thất nghiệp nhiều là con đã thấy khổ rồi, cô Út vậy mình. Dạ đúng rồi đó, thấy lên truyền hình thấy quá chừng chạy xe về địa phương quá luôn rồi. Với mấy cái công ty mà bị phá sản rồi, những cái công nhân bị thất nghiệp nhiều quá, bây giờ mà về Đóng đâu, cửa nữa. về miền quê thì đâu có công việc gì để làm, thì trước mắt là con thấy là cũng đã khổ bắt đầu rồi đó cô. Khổ rồi, khổ tới đó em ơi, cái gì không khổ làm sao mà mà trời đất mà trời Phật mà đã nói trước mình nó là mấy trăm năm hết rồi. Kinh sách để lại là thấy cái trận dịch bệnh đợt rồi không, là biết bao nhiêu con người ta chết trên thế giới này, mà nổi cái đất nước Việt Nam mình mấy chục ngàn con người ta chết, mà đó là con số mình chưa có tổng kê đó, xác thực đó. Mà cái đợt đó công nhận nhìn vô cái lò thiêu thấy sợ Đúng ghê rồi. luôn cốt, quá chừng Rồi ngày đêm luôn. giống như bé Tường Lam nó trở lại cái kiếp này thì giống như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh gì đó em, của bá tánh kêu gọi ai chưa tu thì nên phát tâm lo ăn chay niệm Phật cúng lại, để mình được cái sự ân xá của trời đất, là được cái sự ủng hộ của Phật, rồi là được cái sự quan tâm của Bồ Tát. Thì mình tu thì mình hưởng được cái phúc báo, mà nghiệp gì cũng được vượt qua, khó khăn gì cũng đều được trôi chảy, cái phước thì đến từ từ đến với mình, rồi từ từ, giống như mình mới có trồng cái cây à, mà người ta trồng cây cổ thụ hết rồi, ta trồng cây lâu năm hết rồi, bây giờ trái người ta sum xê hết rồi, người ta ăn thừa người ta mới trang lại cho mình,
ta bố thí cho mình, còn giờ mình trồng mới cái cây hả, mới cái đâm chồi mọc nhánh thôi, bây giờ mình biểu nó phải lớn nhanh lận mà nó đơm hoa kết trái lận mà mình ăn thì chưa, cũng thẳng từ từ. Nhưng mà giờ em ơi, tu nhất kiếp ngộ nhất thời rồi, bây giờ hả giác ngộ là ăn chay niệm Phật cúng lại, rồi làm những việc thiện, rồi nói những điều thiện, đó là một cái phước báo rồi. Rồi cái nghiệp gì nó đến với mình hả, cái gì khó khăn gì đến với mình thì được vượt qua hết. Tại vì cô Ngọc Quỳ Minh là ở đây á, thì một cái ngôi nhỏ, cái cốc nhỏ này hồi đó cô có cái dây thun nhỏ xíu à, mà giờ được cái sự học ân của Tam Bảo, của cha mẹ, của thầy tổ, cũng nhỏ phước lành ngày nay được như gì là một cái sự là cái công năng của mình á. Mình cũng tu tập cũng mấy chục năm mình mới được như ngày nay. Thì giờ cũng mong rằng cô bác anh chị em mình ở các nơi xem được cái clip này thì gắng cố gắng nhín nhút thời gian, chi bằng mình gắng lo niệm Phật, gắng lo trao dồi đức hạnh, rồi gắng lo ăn chay, gắng cúng lại, rồi gắng thương người mến vật, cũng như bé Tường Lam vậy. Mới có mấy mấy tuổi thôi mà cũng biết thương người mến vật rồi đó. Rồi cũng biết đó là khuyến khích cô bác tu một cái tấm gương rất là trong sáng, để cho người đời nhìn vào mà để noi gương theo đó mà tu. Tại vì Phật thì đã mấy ngàn năm rồi, rồi giờ cái đời của mình làm sao diễn kiến được Phật nha. Nhưng mà em bé này rất là nhỏ mà giống như một cái trí lớn giống như Đức Phật vậy đó. Cũng kêu gọi cô bác lo làm phước bố thí giúp đời. Nhưng mà thấy ăn bé chay là... niệm Phật. Nhưng thấy bé nói chuyện tự nhiên lắm, không có sợ ai á. Đúng rồi, an nhiên tự tại lắm, tung tăng lắm. Đúng rồi. Sống thuận theo tự nhiên vậy đó. Nhưng mà khuôn mặt của bé thì rất là phúc hậu. Đúng rồi, em bé rất là phúc hậu. Cô cũng mến lắm. Thấy ưa thích xem lắm, trang clip nào cũng xem hết trơn. Tại vì mình quý cái hạt giống của Bồ Đề của Phật á, được trong cái đất nước mình mà được chừng vài hạt giống Bồ Đề vậy đó, giống như mình hưởng cái phước lây cũng vẫn quý nữa. Nhưng mà cô Út cho con hỏi là cô Út tu bên mẹ mẫu đúng không cô Út? Đúng rồi, cô hồi xưa thì ông bà cô thì bên Câu Đài. Ba đời bên Câu Đài. Rồi cô thì hồi đó cô bị chuyển căn, cô bệnh không à. Rồi cô về đây dùng thánh linh của An Giang thì cô được cái chỗ này là thầy tổ cha mẹ cho cô. Rồi cô lìa quê, cô không có nhà cửa gì chân, cô đi ta bà, cô đi niệm Phật, rồi cô đi núi non, cô đi chùa chiền, cô đi gieo duyên với anh em huynh đệ các nơi. Ra tới cô lớn tuổi rồi, đúng ra cái chỗ này là thầy tổ cho cô. Giống như người cô cũng nguyện xin với cha mẹ, giờ con đi ta bà mà con lớn tuổi rồi, giờ con muốn có cái địa điểm để mà trụ lại. Nhưng mà dưỡng cái thân nuôi trí, lo niệm Phật, trao dồi đức hạnh, tu tập tại gia. Thì mẹ cho cô được cái chỗ này. Rồi đó cô cất cái chòi nhỏ để cô ở có một mình Rồi từ từ cô mới lượm cái tượng mẹ, tượng mẫu đó. Lượm ở đâu vậy? Lượm ở trên núi á. Lượm trên núi Nam Vi. Hôm tháng và tháng 3. Chứ rồi cái người hình của mẹ nha, cô Út nhìn đẹp quá chừng. Lượm cô với bà cô Út ở dưới Cần Thơ á, lên rồi đi cúng cái lễ của Đức Phật Chùm ở Tà Lung Tà Lan đó. Rồi về ngang cái ngày lên núi rồi ghé thăm huynh đệ, rồi với lên núi giếng bà, giếng Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi thấy cái tượng mẹ ở ngoài đó. Thấy nắng nâu rồi mưa gió nữa, cô mới nói thôi cô xin thỉnh cái tượng mẹ về. Rồi bà cô Út ở dưới Cần Thơ á, bà mới nói không được, chú muốn gì thì chú phải xin keo, chú đừng có làm ngang, biết đâu mình có đủ cái duyên hay không. Rồi cô mới xin dân hương, cô mới xin với bà. Cái rồi cô cũng không biết lấy cái gì mà để làm cái tinh bây giờ đây. Cô vẽ hai cái lá cây. Thường thường ta nói nha là lấy cà vật làm tinh mà lấy keo làm tính đó. Mới hai cái lá cây. Cái cô mới nguyện mẹ ơi, nếu mẹ chịu cho con thỉnh mẹ về ngự ở cái cốc nhỏ của con thì mẹ cho con xin một keo được. Thì Út thấy keo, xin keo thì mẹ cho được.
được cái Út mới thỉnh mẹ về mà khổ lắm đó, ở cái chỗ nhỏ mình cũng không có tiền bạc gì đâu. Cái rồi thường thường ta nói thỉnh mẹ về thì phải có chầu cao, rồi phải có bông hoa, trái cây, nước, đồ đèn, đồ giống lễ. Như một cái lễ vậy đó. Dạ. Thỉnh mẹ về không có ngàn nào hết trơn á. Út thượng lên, Út để lên mà đó cái thung nhỏ ha. Người ta Út thờ bên Tam Bảo gì nè, rồi cái Út thỉnh mẹ về cái Út để trên cái Tam Bảo gì đó, ngay chính giữa vậy đó. Dạ. Rồi cái Út mới xin ông Tư. À, xin ông Tư ơi, ông có tiền không, ông cho tôi xin 10.000, 15.000 tôi đi mua rượu về lần tôi tắm cho bà. Thường thường tôi nói tắm rượu lần cho bán mùi quế trượt á. Mà cái tấm hình mẹ đó là cái hình tượng mẹ đó là cô Út lụm. Lụm đúng rồi. Rồi dạ. Cái về cái Út mới thờ lên, cái qua 2 ngày sau cái mẹ bà cũng linh hiển lắm. Bà cũng nói chung ra là chắc có lẽ là bà thương mình. Dạ. Nói mẹ ơi, nếu như con đủ phước duyên thì mẹ về ngự về nhà con, mà con nghèo lắm á, con không có tôm tắt được cho mẹ mà không có đủ lễ nghĩa, mẹ cũng đừng buồn. Còn nếu không thì con không có dám thỉnh để cho những người cô bác nào người ta dư giả, người ta khá giả, người ta thỉnh mẹ về, người ta có điều tôn kiện thờ. Để người ta tôn thờ cho mẹ trang nghiêm hơn. Yeah. Cái miệng thì nói vậy á, nhưng mà cái lòng thì muốn. Yeah. Rồi cái thôi thỉnh mẹ về. Rồi tới mà không có tiền có gì trơn á, cái về thỉnh mẹ về, cái sau 2-3 ngày sau cái huynh đệ người ta đi ngang người ta ghé, người ta thăm mình, cái người ta thấy mẹ vậy, cái người ta cho được 200.000. Trời ơi, Út mừng dữ lắm. Ngọc Quỳ. Dạ. Minh mừng húng hết trơn, cái chạy đi ra mua được lọng bông, cái trái cây, rồi với ai rồi về rồi thượng rồi cúng mẹ vậy đó. Rồi cái nhưng mà một tháng Ngọc Quỳ Minh giờ cúng mẹ tháng 3 ngày, mùng 8, 18, 28. Dạ. À, rồi giờ cái mẹ bà, mẹ cũng linh hiển, cái mẹ cho mẹ chuyển huynh đệ xa xa không quen không biết gì hết á, cái người ta tới á, ta tới thì cúng mẹ, cái ta nguyện, người ta xin, ta nguyện nói mẹ ơi mà đó cái sàn bằng dáng gập ghềnh lắm. Dạ. Nên nói mẹ ơi giờ chỗ này giờ nó gì đây mà mẹ về mẹ ngự đây, rồi giờ Út không có cái gì hết trơn á, thôi giờ mẹ cho con xin có tiền đi, mẹ cho con xin chúng đặc biệt đi ha, mà xin mà còn khôn lắm, cho con xin chúng đặc biệt đi. Dạ. Được rồi, con lại con làm cái này lại cho mẹ, con làm cái nền đàng hoàng, con làm lại cho mẹ cái chỗ cái nơi đàng hoàng cho mẹ ngự, nên con của mẹ các nơi ai đủ duyên thì về đến đây cúng mẹ. Dạ. Cái gì đó mà cô ở ngoài Cần Đăng ông thẻ số 1 á, cô mới vô cô cúng đâu được 2-3 lần gì đó không biết, rồi cái cô trúng được 5 tờ đặc biệt. Trời ơi. Ừ, 5 tờ đặc biệt đó, cô mới vô, cô mới bơm cát lên, cô mới làm này lại thành phảnh hết trơn đó. Ủa gì nhiệm màu dữ vậy, cơ Út? Đúng rồi, rồi cái rồi giờ mỗi một tháng cô, nhưng mà nói chung ra thì có cô cho có 75 triệu thôi, mà làm cái này ra hết đó, là nó còn thiếu một khúc sau là 15.800.000. Cái chú ở bên Mỹ chú mới thấy Ngọc Ngôi Minh khổ lên clip mà khóc quá, cái cô chú mới gửi tiền về, chú mới hỗ giúp cho trả khúc sau. Dạ. Rồi giờ nói chung ra mỗi tháng cô bác huynh đệ tới cúng cũng bụng bộn vậy đó. Thì cái thời mà trúng là lâu lắm rồi hả cô? Không, mới cái từ hôm tháng 5 tới giờ thôi. Dạ. À, rồi đây là tháng này là tháng 12 rồi. Dạ. À, rồi bắt đầu khởi hình cất cái này là tháng 6. Hàng chiên nhìn cái này mới quá chừng. Ừ. Gạch nè. Rồi cái gạch này thì của ở Gạch Giá người ta cho. Hèn chi con thấy là nó gạch này gạch mẫu phải không? Đúng rồi. Tại gạch đúng mẫu rồi. Là nó có màu này màu kia. Đúng rồi đó. Dạ, vậy là cũng nhiệm màu quá ha cô. Ừ. Rồi cái mỗi một ngày, mỗi một tháng vậy là Ngọc Quỳ Minh cúng mẹ 3 ngày, mùng 8, 18, 28. À, cô. Dạ. Bác cũng có đến, rồi mình cũng trì kinh mẹ. Nhưng ngày thường thì cũng trì kinh, nhưng mà trì kinh Pháp Hoa. Dạ. mà Phổ Môn. Rồi tới ngày cúng mẹ thì trì kinh Địa Mẫu. Dạ. Tại vì ngày đó có huynh đệ tới á, mình trì kinh á, lẫn cho huynh đệ người ta trì kinh, người ta cúng mẹ người ta lại. Nhưng mà cô Út Huệ Minh cho con hỏi là sao mà cô Út nhiều tượng mẹ dữ ạ? Không đâu, cô vô cô làm gì nè,
rồi cái dạ. cô mới thỉnh, cô nói thôi có mẹ rồi thì phải có cha, cái cô mới thỉnh cho Út đó, Út về rồi cô thờ vậy đó. Dạ. Rồi cái tam cấp này nè để biết không, rồi cái chính giữa thì không có thợ gì trơn để bắt hương à, nhà dạ. trong bụng cô Ngọc Quỳ Minh thì muốn có năm mẹ, dạ. rồi cái vậy các nơi rồi Châu Phú lại cũng quay, rồi cái người ta gửi theo Châu Phú người ta cúng dường, dạ. Rồi người ta đến rồi người ta thờ. Rồi bên đây thì hồi đó thờ bên Tam Bảo với của quyền thờ chính giữa này, dạ. nhưng mà giờ tính ra thành cái cung rồi, dạ. thành cái chỗ thờ cha mẹ rồi, mình không thờ chung với thầy tổ với của quyền được, thành đi. Ra Ngọc Quỳ Minh mới làm cái Tam Bảo bên đây để, gọn gàng vậy đó, để thầy bên đây, dạ đúng rồi, dạ. Ngày với của quyền nên thôi vậy cũng tiện rồi, riêng biệt rồi. Vậy là có cơ duyên nào mà cô Út Quỳ Minh gặp mẹ như vậy, là có cái gì nhiệm màu không cô Út? Thì kể ra thì vậy đó đệ, giống dạ. như mẹ thì nhiệm màu lắm. Rồi cô bác người ta tới, người ta khó khăn á, hoàn cảnh khó khăn, người ta nguyện, người ta về người ta cũng được, người ta được cái công việc của người ta, rồi mẹ độ người ta. Dạ. Thì cô Ngọc Quỳ Minh ở đây chỉ biết là thắp hương cho mẹ với cúng lại với chị Kinh thôi, chứ cũng không có giúp gì được cho cô bác đâu. Nhưng mà cô bác tin tưởng mẹ với cha gì với các bà, thì cô bác người ta tới người ta dâng nén hương, người ta cầu nguyện, thì cái người đủ phước đức thì ha, hoặc là mẹ xét như thế nào đó thì mẹ ban bố cho người ta, hoặc mẹ nhỏ phước lành thôi, chứ Ngọc Quỳ Minh cũng không biết nữa. Cái đó là cũng tùy duyên phải không cô? Đúng rồi, tùy duyên chứ không phải ai tới mà cũng được hết đâu. Dạ. Nhưng mà mình nói thì thật sự với lòng mình không có thiêu dệt. Dạ. Là bằng cái chất khoát của Ngọc Quỳ Minh là như vậy đó. Ngọc Quỳ Minh chỉ biết là hương khói cho mẹ, cho ông bà. Ở đây giống như mình giữ nhà giùm vậy đó, giữ nhà cho cha mẹ ông bà vậy đó. Rồi hương khói rồi cúng lại niệm Phật thôi. Còn tất cả ở đây không có cái gì của Ngọc Quỳ Minh chân, của cô bác không à. Dạ. Người chung tay góp sức, người chút một chút vậy đó, rồi nó thành gì. Nhưng mà theo như cô Ngọc Quỳ Minh á, là cô nhìn theo cái ý cá nhân á, là cũng như cô nhìn biết được Tường Lam là ai không cô Ngọc Quỳ Minh? Cái này không đâu đệ, giống như biết, nhưng mà biết một cái duyên là bé nhiều đời nhiều kiếp trước bé có tu thôi. Bé giống như là được cái hạt giống lành bồ đề của Phật á, thì tu được trở về với Phật chọn lành chọn sáng, này trong cái kiếp này cô trở lại giống như Đức Phật nói là tu nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng về cảnh giới Tây Phương học đạo hoàn toàn trở lại cứu vớt chúng sanh, dạ. thì bé này nó xuống trong cái thời kỳ này giống như Phật cho trở lại để mình cứu vớt trong bá tánh trong cái thời kỳ này. Bài thời kỳ này là cái thời kỳ là đối đau. Dạ. Thì giống như em bé nó cũng có một cái ao ước là bố thí giúp đời, thì nó lên tiếng réo gọi cô bác những người ai có tấm lòng vàng và chia sẻ những cái bát cơm. Dạ. Thì Út chỉ Ngọc Quỳ Minh chỉ là nhìn một cái phía cạnh là em bé nó được cái chỗ là cái tấm lòng và cái thiện của nó, tấm lòng hiền và thiện, dạ. và biết chia sẻ và biết réo gọi, chứ nít bé lớn ai biết, nít bé lớn không bao giờ ai biết mà kêu ai mà phải làm phước bố thí ăn chay niệm Phật gì đâu. Người lớn thì nhiều khi còn chưa biết. Đúng rồi. Dạ. Ngày đó Ngọc Quỳ Minh là 25 tuổi mới giác ngộ, mới giác ngộ ăn chay niệm Phật, năm nay 55 tuổi rồi thì giống như 30 năm. Dạ. Mà có đôi khi những cái tư tưởng mình là còn chưa có bằng bé Tường Lam. Bé Tường Lam nói nhiều câu nói mình nghe mình giật mình á. Dạ. Mình nghĩ là đứa bé không thể nào biết được cái ngôn từ đó mà để xuất phát ra mà nói như vậy. Dạ, đúng rồi. Cho nên cô nghĩ rằng là đây là một cái hạt giống bồ đề mà Phật đã cho tái sanh trở lại lần mà cứu khổ ban vui cho trăm họ, cho huynh đệ, cho cô bác, những người ta nằm trong cái hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Cũng có cái tiếng nói của em hưởng được cái phước đức của Tường Lam.
Cũng như cô Út cuối cùng thì cô Út có cái lời chúc nào với bé Thường Lam và tất cả mọi người và cô chú bác đang có cuộc sống khó khăn thì con nhờ Nam cô mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. chúc mọi người có một lời để họ an ủi và có cuộc sống tích cực hơn cô Út. Này cô bác ơi, này cảnh thế gian ta bà là tam gia, kiếp con người là nhân quả trả dai, thật với lòng rồi ai cũng chẳng giống như ai. Người giàu có của người thì khốn khổ, nên thôi đôi câu xin chúc cộng đồng gần xa, cảnh ta bà của ai cũng thiết tha, nghịch cảnh đối đau thân xác trượt trần, thì thôi ta cố gắng lần lần sớm tu hiền rồi thành tâm giải giang, rồi kịp chúng ta giác ngộ tu mi, nguyện Phật trời từ bi sanh cho các con được cuộc sống ấm no, để bớt đi hoặc quần trăm lo, giàu đói nghèo cực khổ đắng đọa, gắng tu mi Phật pháp nhiệm màu, ban cho tất cả ta bà cũng như là em bé Tường được tiếng nói chung với tất cả gần xa, đem lộc tài rồi bố cho được ăn no, cũng như Phật thánh tiên giáng lâm màn ba, thôi khi dứt câu Ngọc Huệ chúc ta bà cho bà con chúc gia đình được áo ấm cơm no, được sống trong gia cảnh thuận hòa yên vui hạnh phúc một nhà, gắng tu hiền rồi chỉ câu niệm A Di, lục tử ở trong thân thì sát na không bình đau, ôi cảnh ta bà nhìn sang thiết tha, khi dứt lời hôm nay Ngọc Huệ Minh xin mẹ với cha. Nam mô A Di Đà Phật. Hay quá cô Út Huệ Minh ơi. Dạ con thực sự là cảm ơn cô Út Huệ Minh rất nhiều ạ. Có những lời nói đạo rất là có ý nghĩa và rất là hay, và nhất là câu chúc. Và cái Tùng Nguyễn miền Tây mến chào cô chú anh chị em trong và ngoài nước, và Tùng Nguyễn hẹn cô chú ở clip sau ạ. Xin chào. Nam mô Bổn Sư Thích Dạ Ca Mâu Ni Phật. Nam con mô chào A Di cô Đà Út Phật. Huệ Minh nha. Dạ dạ xin chào dạ dạ cô dạ bác dạ xa gần. Nam dạ dạ mô A Di Đà Phật.